Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cửa Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món bánh mì nướng nước cốt dừa. Bánh mì ăn giòn rụm, thơm béo, vị nước cốt dừa rất hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng thể dễ dàng thành công nha. Dạo trước đó, các bạn hỏi mình về cái món mà bánh mì nước cốt dừa nướng, các bạn thấy ngon quá nhưng mà không biết làm thế nào, thì bữa nay mình chia sẻ nha. Thì đầu tiên á, để làm cái món này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là bánh mì. Các bạn dùng bánh mì mới cũng được, hoặc là các bạn mua bánh mì cũ á. Mình ví dụ như hôm nay mình ăn mà mình ăn không hết thì để chiều hoặc là qua ngày mai mình làm thì nó sẽ ngon nha. Thì ngoài thì cái nguyên liệu chính của nó là bánh mì. Rồi ngoài bánh mì ra thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 100g thịt nạc xay, 10g ruốc. Con ruốc này là con ruốc sấy và chưa có tẩm nha các bạn. Nó khác với con ruốc sấy tẩm. Nếu mà ruốc sấy tẩm rồi thì mình sẽ không có cho gia vị tại vì nó vừa ăn rồi. 10g ruốc sấy. Rồi ngoài ra thì mình chuẩn bị thêm ít hành lá, hành tím và tỏi và nước cốt dừa. Gia vị cho cái món này thì là những cái gia vị thông dụng trong nhà bếp của các bạn thôi, như đường, muối, hạt nêm vậy đó, rất là đơn giản ha. Rồi đầu tiên về cái ruốc sấy các bạn thì các bạn rửa sạch đi ha, rồi mình rang. Mình rang cho nó vàng lên nha. Nó vàng lên nó thơm lắm. Còn nếu mà mình không có rang thì nó không có thơm. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho cái thịt nạc xay vào trong chảo. Tại vì trong cái thịt nạc xay này nè các bạn, nó có mỡ rồi nên là mình không cần phải cho dầu ha. Mình rán một lúc đi, các bạn sẽ thấy nó ra cái mỡ nè. Đó, thì mình lấy cái mỡ này để mình cho hành tím với tỏi vào mình xào đó. Thì nó sẽ thơm ha các bạn ha, và nó không có bị quá ngán, quá ngấy. Các bạn cứ dầm dầm nó ra là nó ra mỡ à. Cái này thì mình sẽ xào cho nó hơi vàng chút xíu nha các bạn, để cho nó dậy cái mùi thơm hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hành tím với tỏi á các bạn, bằm nhuyễn á, hoặc là các bạn xay nhuyễn các bạn cho vào. Rồi lúc này mình sẽ cho gia vị vào đây nha. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng đường, một xíu tiêu, 1/2 muỗng hạt nêm và khoảng một cái đầu muỗng muối, xíu muối nha các bạn. Mình đảo sơ lên nha. Rồi mình hãy cho cái ruốc sấy vào. Đây lúc này mình sẽ cho ruốc sấy tẩm vào đây ha. Ví dụ như các bạn mà muốn cho nó thơm béo hơn nữa, các bạn có thể là cho thêm bơ cũng được nha. Có bơ vào thì nó sẽ dậy cái mùi thơm hơn. Thì ha, nếu mà các bạn có bơ thì các bạn cho mình vào đây thêm một muỗng bơ nữa nha, xíu bơ cho nó thơm. Còn không cũng được nha các bạn. Rồi khi mà bơ mình tan chảy hết rồi đó thì mình tắt lửa nha. Lúc này mình sẽ cho hành lá vào. Hành lá thì các bạn cắt nhuyễn rồi các bạn cho vào ha, mình đảo lên, xóc lên. Rồi vậy là xong cái phần nhân rồi nha, nhân thịt bằm rất là ngon luôn. Ăn cái vị nó sẽ có cái vị nó hơi mặn mặn ngọt ngọt trong đó và nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ đi nấu nước cốt dừa ha. Thì cái này mà muốn ngon á thì các bạn dùng cái nước cốt dừa tươi á. Còn mình mua sẵn mấy cái lon này để mình xài nên là mình không có mua nước cốt dừa tươi. Mình có đây là 200ml nước cốt dừa. Nếu mà các bạn muốn cho cái phần sốt nó nước cốt dừa nó sánh á thì các bạn cho mình thêm là một muỗng một bắp nữa. Còn không thì thôi ha các bạn, cái này không quan trọng ha. Có một ít bột bắp vào thì nó sẽ sánh cái nước cốt dừa hơn. Một muỗng này nó tương đương có khoảng 5g á. Rồi các bạn cho mình vào đây là cỡ khoảng một cái đầu muỗng muối ha, một phần khoảng 1/3 muỗng thôi, và một muỗng đường 5g ha. Đây bây giờ mình sẽ khuấy tan rồi mình bật bếp lên mình nấu ha. Các bạn cứ vừa nấu mình vừa khuấy nhẹ nhẹ như này nè, khi mà cái phần bột nó chín nó sẽ sánh nó đặc lại. Nếu mà các bạn muốn cái nước cốt dừa mình nó trong á thì các bạn có thể là mình dùng bột bắp hoặc là bột năng ha, thì cái nó ra cái nước cốt dừa nó sẽ hơi trong trong. Còn nếu như mà các bạn dùng bột gạo á thì nó sẽ cái nước cốt dừa nó sẽ hơi đục. Đây nước cốt dừa của mình khi mà nó sánh đặc như thế này là được nha các bạn. À, chuẩn bị mình sẽ cho ra cái chén để mình rưới lên bánh mì ăn cho nó ngon nha. Đây ha, mình cho hết cái phần nước cốt dừa vào đây. Đó, thì nói chung mình làm cái phần nước cốt dừa này làm sao nó có cái độ sánh và cái vị của nó là nó hơi mặn mặn nha các bạn, hơi mặn mặn thôi. Nhưng mà mình cũng sẽ nên dằn thêm một xíu đường á để cho nó đều vị hơn. Về cái bánh mì này nè các bạn thì mình sẽ cắt ra. Các bạn cắt ra phần nửa ha. Đó, phần nửa nó như thế này nè.
Thì ngoài cái món bánh mì nướng nấu cốt dừa ra thì các bạn có thể là mình làm món bánh mì nướng muối ớt cũng được. Bữa trước là mình có cái video mình chia sẻ với các bạn cách làm bánh mì nướng muối ớt rồi đó. Bạn nào mà chưa xem thì để lại bình luận cho mình biết nha, để mình gửi cho các bạn video cách làm bánh mì nướng muối ớt. Bánh mì nướng muối ớt thì nó sẽ có cái vị nó cay cay, nó thơm. Còn cái này thì ăn nó sẽ thiên về cái vị béo ha các bạn ha. Béo mà mình ăn bánh mì cực kỳ hợp luôn. Béo và nó thơm với mùi nước cốt dừa rất là hấp dẫn. Đó các bạn cứ cắt đôi ra như thế này ha. Ví dụ như các bạn mà không thích ăn cái ruột nhiều thì các bạn có thể dùng kéo các bạn cắt bỏ bớt cái ruột cũng được ha. Cái này thì chủ yếu là tại vì mình ăn lấy cái độ giòn của bánh mì á, nên là chủ yếu là mình lấy cái phần vỏ bên ngoài ha thì nó sẽ giòn nhiều, chứ còn cái ruột này thì ăn nó sẽ dẻo dẻo mềm mềm thôi. Cái này á thì các bạn nướng bằng lò cũng được ha. Mình như mình nhà có lò nướng á, mình nướng cho nó nhanh. Còn nhưng mà nhiều bạn không có lò nướng thì mình nướng bằng cái chảo ha, chỉ cần làm nóng chảo lên là được rồi. Mình sẽ áp cái mặt ruột á xuống dưới trước nha các bạn. Chảo này được ba cái à. Rồi. Thì chủ yếu là mình làm để cho bánh mì mình nó nóng nó giòn nha. Các bạn cứ việc là mình để lửa nhỏ để cho bánh mì mình nó khô nó nóng là nó giòn à. Còn ví dụ như các bạn nướng bằng lò á, thì các bạn để cho mình nhiệt độ là 130 độ C ha, khoảng 5 đến 7 phút nha các bạn. Rồi bánh mì của mình sau khi mà nướng giòn rồi nè các bạn, dùng rụm luôn á, nhai đã lắm nha. Đây ha, mình cho ra nè. Rồi bây giờ mình sẽ rắc lên đây là cái phần nhân nha. Thịt nạc xay nè và ruốc sấy. Đó, sau cùng thì mình sẽ rưới lên đây là cái phần nước cốt dừa nữa là xong. Siêu đơn giản luôn nha các bạn, làm thì lại nhanh cực kỳ nhưng mà ngon lắm nha. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món bánh mì nướng nước cốt dừa. Hy vọng rằng là các bạn cho thích món ăn này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.